À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã Attila. Mình là Tô Tân Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch huyền thoại của đế quốc Tây La Mã. Vâng. Ở tập trước các bạn cũng biết rồi, mình bắt đầu làm một cái bé tập tô màu và bây giờ mình đã tô được khá nhiều màu ở cái khu vực châu Âu này rồi. Nói chung thế giới bây giờ là của mình và mình chỉ quan trọng là mình sẽ giải quyết nó lốt nó như thế nào thôi, bởi vì là bây giờ cái thằng này, thằng sắc sông chắc là lượt này mình sẽ đánh nó lốt là xong rồi. Ở phía Bắc ấy thì mình rất là sử dụng cái gọi là chính sách khá là mềm dẻo để giải quyết được cái khu vực phía Bắc này. Đó. Và đã thu hút được mấy quân đoàn của nó ra đây. Bây giờ thì có thể mình sẽ cầm chân nó ở đây là một xíu rồi mình sẽ tấn công tiếp sang cái thành trên đấy của nó. Mình cũng chắc là có thể mình cho quân đoàn này đánh ngay bây giờ cũng được. Nhưng mà bây giờ mình mà đánh ấy thì nó có một cái vấn đề là cái đám bên này nó có thể nó kéo quân sang. Mà hiện tại thì mình đã chưa có thêm một quân đoàn nào trên đấy cả. Ừ, đây có một quân đoàn thì nó không full nhưng mà nó cũng phải lo trị an cái vùng này, nó chưa tốt lắm. Đấy, còn khu vực dưới này thì mấy cái tỉnh này thì chưa đâu vào đâu cả. Có thể mình sẽ cho quân đoàn này về nó mua quân cũng được, bởi vì vùng này nó chẳng có gì bất ổn cả. Xây cái đập nước ấy để tăng trị an. Khu vực châu Phi thì xong rồi, Trung Đông thì bây giờ cũng xong rồi, chả còn gì nữa cả. Tất cả đều ổn rồi. Nhưng mà thằng đệ của mình nó kiểm soát hết rồi. Bây giờ thì nói chung mình khá là thân thiện với tất cả các faction khác, các cái gia tộc và các cái đơn vị khác rồi. Liên minh phòng thủ cũng chả cần nữa, giờ này thì đồng minh hay không cũng quan trọng. Quân ly khai. The pleasures of my household are yours to enjoy. First though. Quân ly khai phương đông. Thằng này nó có chiến tranh với ai không nhỉ? Thằng Đông La Mã. Nói chung thì thằng Đông La Mã nó giải quyết hết rồi. Đây là đất của thằng đệ của mình. Nói chung kể cả thằng này nó có tuyên chiến hay không thì mình cũng chẳng sợ nữa. Chẳng có cái gì để mình phải lo lắng. Khu vực này quá yên bình. Rồi, còn thằng Imra ở dưới này nữa. Đây rồi, chúng ta đang vây ở đây. Ông đệ mình à? À, đồng minh thôi. Quân ở đông, ai à? May quá nó chưa có các cái đơn vị vác dìu. Mấy thằng Trung Đông này nó có vạn đội vác dìu cũng gớm. Có cái thanh của nó. À, bị tàn phá. Không có quân đồn trú. À nè. Chúng ta có hai cái xe công thành rồi. Có chưa nhỏ hai chiếc. Bánh đêm. Mình nghĩ là cần phải có 4 cái tháp công thành thì mới ổn được. 2 cái này trèo vào là hơi vẫn không ổn lắm. Nó không kịp đủ quân để trèo vào. Quánh nhau mà ít quân quá nữa giờ. Lượt nữa khu vực này bây giờ mình đánh cái thằng sắc sông đã, giải quyết ông sắc sông. Ừ, anh em cứ bình tĩnh, đâu sẽ có đó mà phải vội, mình đánh được hết mà thôi, không cần phải vây thêm một lượt nào nữa đâu. Quân trong thành của nó chết gần hết rồi, dám xông ra để đánh mình.
quân của nó tập trước là nó đưa quân ra khỏi thành để đánh mình đấy. Có sao mình lại có cả quân đồng minh tiếp viện à? À thằng đệ mình nó tiếp viện. Suebi vãi cái thành của nó. Tiến được vào cái thành này thì cũng khớ quân phải chết đấy. Nếu mà không có xe bắn đá hoặc là tháp canh, tháp leo tường. Mình thấy bắn đạn lửa chả sập được. À, tháp canh của nó sập hết rồi. Mình không sợ. Bắn đạn lộ. Xem có những đơn vị quân nào nó ít thương vong nhất thì mình sẽ... Đây rồi. Cho leo vào leo tường trước. Một đơn vị này ít thương vong hơn. Tiếp theo đơn vị thương vong nặng đi sau cùng. Ui dồi, thương nặng quá nhỉ. Mình của mình vẫn rất ổn. Rồi quân tiếp viện nó vào từ bên kia. Kinh nó đi em ơi. Leo thành ở đây. Reinforcing troops and not a moment too soon. Soldiers, stand ready. The enemy should know when the odds are hopeless. Úi giời. Pestudo, tiến lên. Rồi, Pestudo. Pestudo. Bọn đệ của mình đã tiến ở bên kia sang này. Mày. Rồi anh em tha hồ được xem những quả. Úi xùi ôi. Rồi sập tường rồi. Úi ôi. Em kéo có khi xe thang chả tới nơi sập hết rồi. Chắc bỏ cái xe thang ra. Sập tường rồi đó. Pháo nổ sập tường rồi. Úi dồi. Úi dồi. Tiến vào đây anh. Cho đội kỵ binh tiến vào xem tình hình trong này như nào đó. Ôi dân đang bỏ chạy à? Dân ở trong thành này. Có gì đấy? Ok, mấy thằng nông dân này. Chán sống à? Ôi, bọn nông dân này nó ra, nó dám đánh nhau mình này. Ôi, đây gọi là giặc đến nhà đàn bà đánh à? Mấy bà nông dân này cũng dám ra đánh nhau. Khổ quá cơ. Mấy ông nông dân này. Ok. Nông dân. Ôi giời ơi, phổ thân quá. Sao nhiều lúc mình thấy mình cũng man rợn nào nhỉ?
buồn, để mình nắm đang tiến vào. Trong này ổn, anh em tiến vào. Ôi, tường này của nó bị sập rồi này. Vào thoải mái luôn. Nông dân của nó đông phết nhở. Nông dân này, ôi. Nông dân thấy đánh nhau nó bỏ chạy à? Đâu rồi, lục bộ binh của mình đang vào nơi rồi. Rồi, tiến vào đây. Thằng sắc sông thì như là còn mỗi cái đội này nữa là xong của thành của nó. Như này mà để phòng thủ là ăn hơi khó ấy. Công của thành của nó là vỡ mồm luôn. Ô, đây là khu nhà dành cho lãnh chúa à? Anh em tiến lên nào. Tướng của nó đâu nhỉ? Tháp canh, tháp canh, tháp canh. Chiếm tháp canh. Ông đệ mình giống không không đánh nhau, ông cứ đứng ở ngoài ông nhìn à. Ôi giời. Thế nó vào để làm cái gì nhỉ? Tầm bắn chưa tới. Chiếm cái tháp canh đó. Có mấy ông đệ mình. Ôi ôi. Mấy khẩu pháo này bắn cái gì kinh thế. Mấy cuộc pháo bắn gớm nhỉ? Tháp canh nó sập rồi. Úi dồi. Bọn này nó lém hết lao đấy. Pháo luôn mấy cái trại này của nó. Dồi. Ăn nguyên ném phi luôn đã chết à? Ném lao đã chết à? Rồi, có thể kết thúc trận chiến được rồi.
Bắt làm chi hầu á? Không bắt nữa. Mày quá láo. Đấy, tô màu luôn. Tô màu luôn cái vùng này. Nhà thờ à? Ờ. Công trình giữ lại, có thể cải được. Doanh trại không cần nữa. Phá đi. Doanh trại không cần, mà cái này là nhà thờ rồi. Công trình này à... Rồi. Xong. Xem là thằng sắc sông còn quân đâu nhỉ? Đây à? Còn một cái thuyền, còn ba chiếc thuyền này. Đô đốc thì chả làm ăn được gì đâu. Your next command. At your command. Thôi, nói chung là đã xong được cái thằng sắc sông rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ còn lo mỗi lốt cái thằng ở phương Bắc này nữa, hai thằng phương Bắc này nữa. Nhưng bây giờ thời tiết lại không được ủng hộ cho lắm. Mình đang rút các quân đoàn lên, còn mình chả cần nhiều quân. Đây, có một quân đoàn đây rồi. Chả cần nhiều quá nhiều quân đâu mà. Mấy quân đoàn này vẫn đang để châu Phi. Đơn vị rất thiện chiến vẫn đang nằm ở châu Phi. Nhưng mà có một vấn đề đó là chúng ta hết mất. Ở lượt trước mình xem thì có nghĩa là các cái chức vụ này đã bắt đầu hết rồi. Mà mình thấy có vấn đề là mấy thằng trung thành của nó hơi thấp. Nhất là mấy cái thằng con hóa, con nuôi, con đẻ các kiểu này. Tướng lĩnh thì rõ cao mà mấy cái thằng con này cũng thích làm phản à? Ai bổ nhiệm mấy thằng tướng lĩnh này vào các vị trí này để cho tăng thêm cái lòng trung thành của nó lên. Đấy. Chức cao nhất có thể bổ nhiệm thì bổ nhiệm cho nó. Rồi bây giờ đến cái lũ con cái. Con cháu huynh đệ đông như kiến cỏ. Không biết là có bao nhiêu thằng luôn. Ấy, con dâu, con rể, các kiểu gia tộc của chúng ta. Những một con đàn cháu đống. Nhưng tình hình là bây giờ chúng ta phải tìm một thái tử để có thể kế nhiệm nhà vua này. Bây giờ vua thì đã 60 tuổi rồi. Quyền thì cao, chức cũng trọng đấy. Nhưng mà bây giờ phải tìm một con dâu của chúng ta là người là Đông La Mã. Con rể cũng là người Đông La Mã. Có lẽ mình sẽ cho thằng này làm thái tử. Năm nay 36 tuổi rồi, có cái chỉ số nó cũng khá tốt. Thống đốc nữa. Có thể cho thằng này làm thái tử. Có thể lượt sau mình sẽ bổ nhiệm nó làm thái tử. Còn ở lượt này thì bây giờ thằng này... Linh đệ còn nhiều. Ui, còn bên này... Đồng thế anh em. Thôi qua lượt đã. Rồi, lượt sau chúng ta tấn công thằng Imra này. Thằng này thì mình không chắc lắm nhưng mà... Thank you.
Hiệp ước hòa bình. Hiệp ước hòa bình. Sao anh phải hòa bình với chúng mày? Mình sẽ mua tiếp cái hạm đội thuyền của mình, xong mình sẽ cho nó ra cái đảo bên đấy. Rồi, rút về à? Ờ, đúng rồi đấy. Rút, đúng rồi. Rút hết về thành kia, tao chiếm luôn tỉnh còn lại đấy. Thấy ăn không được là phải rút đúng không? Đúng. Thông minh là phải như vậy. Gì đây? Đế quốc Đông La Mã, phe phòng thủ, kẻ xâm lược là quân ly khai phương Đông. Chúng ta có theo không? Tham chiến cùng đồng minh. Ok. Lại một tướng nữa dẹo rồi. Những vị tướng tài thì cứ như lá mùa thu. 80 tuổi chết hết cả rồi. Nhân tài như lá mùa thu. Đồ. Được phong làm thái tử. Hoàng hậu đâu rồi? Sang dạy dỗ lại cái thằng ở đâu bên này này. Trung thành của nó thấp thấp rồi. Được rồi, cộng 6 rồi. Cho đám con cháu của mình còn thằng nào thấp thấp đâu. Hết rồi mà nhỉ. Thằng này có 4 này. Rồi, chào đến bờ. Nó nhiều kỵ binh nhỉ. Thế này có 3 đội quẩy đá thôi. Hai lượt nữa, à một lượt nữa mới công được. Rất may là mình vẫn duy trì mấy quân đoàn ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi này. Chiến tranh Hưng Ga Du Tê. Quân đi khai phương Đông. Do not try my patience with a dull tongue. Hoàng kệ mày. Đi khai phương Đông. Giờ thằng nào tuyên chiến với đệ của mình là mình theo luôn. Xây cái ruộng đã, có tí lương thực, có tí tiền nữa, lương thực đã. Cả cái vùng này chả có tí lương thực nữa. Đây, quân đoàn đóng đây thì làm sao mà lo thì quân ly khai phương Đông có mỗi một cái tỉnh ở đây. Thằng Đông La Mã thì nó vây kín vùng này rồi. Chả cần phải đưa mấy quân đoàn này sang làm gì. Chị An thì cũng tốt rồi đấy nhưng mà... lương thực khá nhiều rồi. Ổn. Nói chung chị An của mình bây giờ rất là tốt rồi. Mỗi vùng này trừ 80 lương thực. Trừ 80 lương thực. Lên cái này lên để có thực đã. Hết thực. Ổn rồi. Để phòng bất chắc thì đóng quân ở đây đi.
Nếu như thằng khỉ gió này nó dám tuyên chiến mình thì nó cũng không thể công cái thành to của mình được. Nó sẽ chỉ dám đánh cái thành nhỏ. Thì mình hoàn toàn có thể phòng thủ được. Đấy. Thằng khỉ này này. Hiện tại nó đang là đồng minh của mình đấy. Please accept as a most humble audience for your terms, my poor self. Now, speak. Nó đang là đồng minh của mình đấy. Fleet reporting. Thằng này bị mấy thằng này nó đuổi cho à? Mấy thằng da đen nó đuổi cho. Thôi, xuống biển đi chứ làm gì. Mấy cái thuyền này anh đánh chả bỏ. Sắc sông chính thức xóa sổ. Ready for orders. Ready for orders. Xây cái đập nước, xây cái nhà thờ. Lậu. Sửa lại nào. Sửa lại thành nhà thờ nào. Căng nhỉ. Khôi phục lốt các cái vùng này lên ạ. Đảm bảo văn hóa của chúng ta lên. Sắc sông đã bị tiêu diệt. Rồi ok. Đã biết. Xem nào. 23. Chính tập số 30. Phá lốt. Ta lên thực lên đã. Là chưa cần. Xây công trình vệ sinh dịch tễ ở đây đã. Cái này 3 lượt nữa xong thì ổn. Rồi, có cái quân đoàn ở dưới này đang kéo lên đâu nhỉ? Đây à? Về đây để mua thêm quân à? Giờ sẻng của chúng ta nhiều như này không biết dùng vào việc gì đâu. At your command. We need good fighters. Come fight with us. We need good fighters. Are you ready to serve? Soldiering, it's a good life. Come fight with us. Mọi thứ một tí cho nó đẹp. How can I serve you? Chị An tốt nhỉ. Lương thực cũng nhiều, chị An cũng tốt. Mất 40 lương thực. Cứ tăng lên, tăng được thì tăng, sợ gì. 118 lương thực cơ mà. Tăng được cái tăng, sợ gì. Lương thực của mình cũng nhiều. Chị An. Chị An cộng 5. Tăng được 2. 2 cái cảng cá thì đã. Rồi, giờ tiền của mình nhiều vãi này. Có dùng hết đâu. Tăng, ủa 120 rồi. Nhanh thế nhỉ. Mới có mấy lượt trước cũng có được cũng 80, 90, 100, bây giờ 120 rồi.
khu định cư bị cướp bóc. Ở đây à? Ờ đúng rồi, lượt trước bị đánh ở đây trận. Nào, để xem mày định làm gì. Thuyền đâm húc thêm chiếc nữa. Thôi thế là đủ à? Commander. Thằng này không trèo lên bờ à? Đáng đời quân gian ác. Thầy tu lên cấp. Xui. Giờ, lãnh thổ của mình bây giờ nó cứ êm ấm. Chẳng có chuyện gì mà lo lắng, suy nghĩ. À, hay quá, thằng này khôi phục lại lốt cái tỉnh đấy hoàn toàn rồi. Rồi, hợp lý. Chỉ cần lo chiến trường phương Bắc thôi. Cái thằng quân ly khai phương Đông thì chắc là dẹo trong vài nốt nhạc. Ồ, thằng đệ của mình nó cử quân sang đánh nhau à? Mấy thằng châu Phi này nó sẽ không lên phương Bắc để đánh nhau đâu. Trên đấy chết rét thì nó không chịu được. Lại một tướng nữa chết à? Khoản hối lộ lớn. Rồi. Có lẽ mình sẽ phải là cái bây giờ cái thống trị của chúng ta khá cao, mình sẽ tăng cái kiểm soát lên bằng cái cách rất là đơn giản thôi. Vua thì có lẽ sẽ không làm việc nhiều, sẽ không làm gì nhiều, mà mình sẽ sử dụng các cái vua uy tín cao này nhỉ, kêu gọi sự hỗ trợ từ giới chính trị quý tộc để tăng cái mức độ kiểm soát của chính quyền trung ương lên đối với các tướng lĩnh. Rồi. Chị An tốt thế. Tăng cái này lên được cộng 7 mà. Cái này cũng thế. Tăng tiếp lên. Có sàng. Có mặt sàng bây giờ để làm gì đâu nhỉ? 24 tỉnh đã theo văn hóa của La Mã rồi. Kiểm soát lốt tỉnh này. At your command. Ready for battle. Phá nó này, xây cái đập nước này, tòa thị chính ở đây này, xong, nhà thờ, La Mã đã xử lý xong cái thằng này chưa nhỉ? Đây này. Có mỗi một cái tỉnh. Cái quân ở Đông La Mã đi đâu hết rồi? Nó có lính giáp vàng kìa. Kinh nhỉ?
ta còn trận chiến ở đây. Chúng ta còn trận chiến ở đây. Bắt thằng này làm đệ phát. For death and honor! Cha 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 cha. À, thành của nó cũng bị tàn phá khá nhiều rồi. Cũng bị cháy trước các kiểu rồi. Thành như này, nó vẫn có cái tháp canh đây. Nhiều tháp canh thế nhỉ? Nếu mình tiến vào từ đây, đây còn hai cái tháp canh. Cho xe pháo bắn đạn lổ. Sáu thằng này. See the flames! Their city is ablaze! Hầu như đã đủ quân. Bọn Speed đến đằng sau này. Tiếp tục leo thang. Tụi mình này sẽ yểm trợ khi cần thiết thôi. Còn bây giờ chưa yểm trợ được. Sighted. Fools, wiser men would flee before our numbers. Tháp công thành chúng ta. Ủa. Úi giời. Thành nó đang cháy rực rỡ rồi. À, anh em cũng đổ bộ nó kìa. Phá cái bên này. Thank you.
xử lý đội lén nào của nó cho anh. Mấy thằng quỷ đá này, xử. Giờ thắp canh nó bắn à. Mình ta đến đây rồi. The enemy's tower has been destroyed. Phá vào đây. Ôi, mình đốt phá tan tành nhà cửa nó này. Kỵ binh à? Ai xà. Ai xà, tháp canh ở nó bên này nó bắn sang. Mẹ mấy cái tháp canh này bắn gớm nhỉ. Phá tháp canh đây. Chưa trèo vào hết cả. Bọn bên này bị giáp với tháp canh cho nó bắn với giáp quá nhỉ. Chà, nó lao bắn tên thì chết lắm thế nhỉ? Do con linh này. Mấy con ngựa đâu rồi? Ra đây yểm trợ ngay. Estudo, tiến vào.
Ôi, chết hơi nhiều đấy. Ôi, mấy con lạc đà nó hút dã man nhỉ. Đúng rồi, lính của mình là lính kiếm, lính kiếm thì không giỏi chống kỵ binh. Còn mấy thằng lính speed thì lại đang ở bên kia, nó chia trèo vào thành. Xông lên, chạy từ từ, chết bốn. Rồi, ăn hết bọn rồi đem nào. Ok. Làm gì mà chạy hẳn vào trong đấy thế? Đứng ngoài này thôi. Công ấy. Rồi, xông vào. Ui, trận này mình không nghĩ mình thương vong nặng thế này đâu ấy. Bắn vào mấy con ngựa này này. Bắn lính làm gì? Rồi mấy con ngựa này bị điên rồi, cứ chui vào đây làm gì? Đây. Quái quỷ nhỉ, đánh tầm xa nó vẫn đông thế. Mấy con ngựa này đi ra ngoài cho anh nhờ cái. The men are running. Stand and fight, damn you. Đó, chạy ra ngoài đi anh nhờ. Rồi, tiến vào. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied.
running from the enemy. Không đủ lực để hút. Nó không đủ lực để hút. Quả hai con ngựa bỏ chạy rồi à? Rất tào lao với con ngựa ấy. Chạy xong lại quay lại liều đây rồi, hành chính của nó thì chúng ta phải đi đường này. Đây, phá cái lối này ra. Nặng quá nhỉ. Quá cổng này nào. Tướng nó mất tinh thần. Chặn lối đây à? 52%. Không biết có nên bắt thằng này làm chư hầu không. Hai thằng đứng nhìn nhau mà không đánh nhau à? Yêu nhau vãi nhỉ? Warriors of Christ! And the double! Giết lên thằng vua nó đấy. Thằng này thằng vua rồi mà.
cố cả. Ây da, mẹ nó mấy cái con ngựa lém lao nó giết mình nhiều quá đó. Tự sau mình phải chú ý á. Khử ngay mấy con ngựa ấy trước. Lính của nó thì bình thường, không có gì để gây gớm. Úi dồi. Mày vua này. Đang băn khoăn là không biết bắt con bắt nó làm đệ không nhỉ? Bắt làm đệ chiếm cái vùng này cha đi làm cái gì? À, tướng này vừa mới được bổ nhiệm. Thần, ui, chỉ số toan, chỉ số cùi. Tướng cấp 1 à? Quả nào cùi thế? Đang cải tiến. Ready for orders. Đóng cái trại đấy đã. Hồi quân. Sáu mươi lương thực. Vãi nhỉ. Âm 60 lương thực. Ready for battle. Bỏ cái đồn gác này vào đây. Xây ruộng lên đây để kiếm ít lương thực ạ. Quân của mình bây giờ nhiều quá, mình cũng chưa dùng hết. Nhiều quá. Đâu còn quân đoàn nào đâu nhỉ? Đây rồi. Trước tiên thì mình phát điều chuyển cái hạm đội ở đây đã. Hạm đội ở đây để lên hẳn trên vùng này và mua quân. Sợ gì nó. Đuổi gì dám đuổi nữa. Đợt trước nó dám đuổi vì nó có một cái hạm đội. Còn đợt này thì nó không dám đuổi đâu. 6 cái thuyền. 5, 6. Sao thuyền đâm húc. Vừa rẻ vừa chất lượng cao. Đây rồi, hai lượt nữa mới có cái gì đâu. Xây công trình vệ sinh dịch tễ đã không kiểu khu này dịch bệnh chết to rồi. Khu này là khu phức hợp là có. Đây rồi. Như này thì không sợ. Nó không thể công được đâu. Nó đệ mình đây rồi. Lọ mọ sang tận đây rồi. Ông này nữa. Sao hai thằng này lại mặt mũi lại không thân nhau lắm này, suy yếu này. Thành kiến về văn hóa của người cầm quyền. Có hiệp ước với đế quốc Tây La Mã. Hai thằng này sao tự dưng lại không ưa nhau lắm này. Chúng mày đừng có dở quẻ đấy nhá. Giờ này mà chúng mày giờ quẻ là mệt anh lắm đấy. Phương, thằng này nó có hai cái tỉnh ở hai nơi.
quân ly khai phương đông. Hai mươi bốn tỉnh rồi. Thế giới này là của chúng mình. Cái quan trọng nhất là bây giờ chúng ta phải nghiên cứu được 40 công nghệ, trong khi bây giờ mình mới nghiên cứu được 37 công nghệ, còn 2 công nghệ nữa mà thời gian thì không nhanh chút nào. À, lại ăn tiếp à? Đã thế cho mày chết luôn. Có một cái hạm đội nên là nó mới dám đánh, chứ còn nguyên đến bộ binh thì nó cũng không dám đánh. Chạy phát xem nào, xem nó đuổi đến đâu. Drop anchor. Không dám đuổi. Thôi mình cứ mua đầy quân cho cái hạm đội đấy đó. Không cứ đợi chạy được một lúc nó lại đuổi này, vất lắm. Dụ mãi quân nó ra đấy. Mấy ông đệ mình không đem quân sang đánh nhau nhỉ? Ôi giời ơi. Trả tiền cho hắn à. Cái gì? Bôi nhọ danh dự à? Kiểm soát trừ 4%. Không tăng được. Tiếp tục. Phải tăng cái uy tín của nhà vua. Rồi. Chị ăn từ ngày ngon quá làm gì nữa. Ready for battle. Fleet reporting. Ready for orders. The sea beckons. Về vùng này mua quân đấy. 6 chiếc. Thời tiết tốt rồi. Hay quá, thằng này nó đang đứng ở đây thì nó sẽ phải đánh thằng này trước. Tranh thủ triển luôn cái tỉnh này của nó. Tỉnh này thì một lượt này. Mày cứ ở đấy mà bảo vệ. Anh em cứ bình tĩnh. Chiến dịch sắp xong rồi. Ôi dồi ôi. Lại có cái bọn đổ bộ từ biển vào đấy mà. Cái map này quen quá rồi. Lính đổ bộ từ biển nó vào thì đứng ở đây chuẩn bị xử lý.
sửa cái tháp canh của nó cho anh. Cứ đốt cái tháp canh nữa. Mọi thứ khác tính sau. Tháp canh nó vẫn bắn được. Tháp canh của nó cháy gần hết rồi mà nó vẫn bắn được mấy thằng quân mình. Vào tầm bắn của hai tháp canh này. Thế thì từ đã. The enemy's tower has been destroyed. Yes, commander. Khử hai tháp canh của nó đấy. Thuyền của nó đổ bộ này. Ra sẵn bờ biển đón cho nó đó. Trận này chúng ta không có xạ kỵ. Không có xạ kỵ thì không thể tấn công trong kiểu cũ được. Tiến lên để giữ tên của nó đã. Giết mấy con ngựa đấy, mấy con ngựa lén lao này nó khó đuổi lắm. Đây rồi, chúng ta tiến vào đây rồi. Cửa luôn là tướng. Zeppelin với mình. Ai chà. Lùa. Đúng speed rồi. Vào. Wow.
Đơn vị này thương nặng lắm nhỉ. Chết trong một bước nhạc luôn. The enemy are losing ground. Ready for orders. Glory be to God. Con rồi. Sốc vào đây một phát cho anh. Úi dồi. Phát sốc này thì chắc nó mất tinh thần gần hết rồi. Dã đáng luôn. Đây là kỵ binh chính quy của La Mã đấy, chứ không phải mấy anh xạ kỵ của Hung Nô. Tan tác à? Con nó tan tác luôn. Bị quả sốc này tan tác luôn. Mày mất tiếp một thành nữa mình sẽ thủ được. Rồi mấy hạm đội đứng ngoài này à, cứ đứng ngoài đấy mà chơi. Hai tỉnh còn thủ phủ của nó nữa. Không cần, chúng ta sẽ xây xây cái công nghệ bây giờ phải nghiên cứu cái gì. Cái này tăng 15 này. Tăng 15. Ý tuyển dụng hao tổ như vậy hãn. Tỷ lệ tấn công tầm xa cộng 10. Ôi dồi. Chúng ta phải nghiên cứu hai công nghệ nữa. Tổng hiện tại là 39, còn một công nghệ nữa thôi. Số tỷ hiện tại đã lên đến 25 rồi. Cố gắng lên. Đã có 25 tỷ theo tôn giáo chúng ta rồi. Thống đốc. Ở đây có mỏ vàng này. Mỏ vàng thì có lẽ mình sẽ phải phá công trình này đi. Công trình này phá đi ạ. Vàng đi thôi. Vàng nó được nhiều tiền hơn. Ôi dồi ôi, trời nó thực vãi thật. Tỉnh này thì quá ok. Ready for battle. Himbra. Đang cải tiến à? Thằng khỉ này sắc sớm hay muộn chiến tranh với Đông La Mã. Quân Minh Khai quân Đông rất thân thiện. Chiến tranh mình mà lại rất thân thiện. I am here then. Speak your word. At your command. Thành nó chưa sửa được gì luôn. Thành cấp 4. Xin ruộng. Đâu nhỉ? Quân đoàn nữa đang lên chỗ nào rồi? Đang lên tới đâu rồi? Ready for battle. Ready.
ready for orders. Chưa được. Lượt sau mới có quân lính phòng thủ. How can I serve you? Một công nghệ nữa. Nghiên cứu công nghệ thì phải nghiên cứu một công nghệ nữa. Còn 5 tỷ nữa theo văn hóa của chúng ta thì sẽ đại thắng thần thánh. Đại thắng thần thánh à. Nghe thì cũng vui tai đấy nhưng mà gì? Công thành của mình á? Ôi dồi, nó bị ảo tưởng sức mạnh rồi. Mày nghĩ là mày ăn được à? Bọn này nó định chơi tất tay đấy. Rất tiếc cho chúng mày là cái vùng này đã có lính phòng thủ rồi, xây công trình đồn gác rồi. Mày ăn làm sao được khi đã có đồn gác. Rồi tỉnh này của La Mã đẹp vãi nhỉ. Quân nó vào từ bên kia. Đứng ở đây. Battle group awaiting orders. Bắn phá giáp. Yes, commander. Carnuti, señores. Chỗ cổng này. Battle group awaiting orders. Bọn khỉ gió này nó chịu khó công thành mình à? Nó định chơi quả được ăn cả ngã phải không à? Không thèm công cái cành to, công thẳng vào cái thành này của mình. Đúng là liều thuốc cho trái tim. Senores! Defensive positions! Ready for orders! Hold position! À, quân của mình quá nhiều thuyền à. Thuyền cung tên nhiều nhỉ? 6 chiếc rồi. Thuyền pháo. Thuyền pháo đứng ra đây. Chúng nó hải quân là nó đang tiến về hướng kia kìa. Có thể nó đổ bộ ngay ở đây. Mình thì không triển khai quân ra đấy được. Thuyền đâm hút của mình đứng trước ấy. Ba cái thuyền này đứng ở đây. Có thể là bảo kê cho bọn thuyền này. Đổ bộ đi em ơi. More sail sighted. The enemy is reinforced. Anh em. Ăn luôn. Men would flee before our numbers.
ships and oars ready. Ready and able. Đúng rồi. Artillery ships. Chiến thuyền. Chào đến đây đã. Việc khác tính sau. Úi dồi ôi. Artillery at your command. Aim fire. Set them ablaze. Nhanh không kẻo chúng nó xâm đến nơi rồi. Rồi. Bắn nguyên vào đây cho anh. One of our ships can no longer fire. Chìm xuống. The men are broken and are fleeing. Hốc. Chim xuồng. Their general is dead. Tướng địch đã chết à? Hai đơn vị này vào đây tiếp. Chưa trèo kịp lên bờ à? Nó đông thế nhỉ? The enemy is boarding a ship. Fight back. Nó mà trèo được lên bờ thì cũng chết gần hết. Úi giời, mấy con ngựa này. Hạm đội chúng ta lại một lần nữa phải đánh một trận. An entire unit has perished. Assault ships reporting. Rồi. Tiếp. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Tiếp. Ui, sập luôn. Tiếp. Pháo của chúng ta chỗ này bị quay chặt. Rồi, cái đơn hút của mình. Tiếp tục đem anh. A fire has started. Boarders on one of our ships. Repel them. Move out. Oars ready. Rồi. Hoát nữa. Sắp chưa? A tower has been destroyed. Chìm. Chưa chìm à? Chìm chứ. Sao lại không chìm? Warriors, đây, hút vào đây. On one of our ships. Ready and waiting. A ship is being assaulted. Cast them back. Thôi, mấy thằng cung tên đổ bộ đi. Úi dồi. Bọn này có tràn được vào bờ thì cũng chết quá lửa. Hốc luôn.
standing. All hands lost. Mày sập chưa? Đáng là chuẩn bị trèo lên bờ. Trèo lên. Xong rồi, hải quân của chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. The enemy is boarding one of our ships. Đám nó quậy ở đây. Được xong. The enemy has obliterated an entire unit. Rồi, sao đến bờ đi cu. Đơn vị này đã lém hết lao. Ra cái cổng này à? Chưa thấy nó đổ bộ nhỉ? Vào đi, nó được chơi quả này là quả được ăn cả ngã về không mà. Được ăn cả ngã về không mà. Nó sắp thành dân du mục rồi. Chưa trèo lên bờ đã bị cung tên nó bắn rồi. Rồi đổ bộ đây. Tên đứng ném nào trên tường nó ném rồi. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Bọn nó nhiều lúc mình cũng không hiểu chúng nó quan điểm chúng tác chiến của chúng nó là như nào nữa. Nó sẵn sàng đánh những trận dành có thể nói là tử luôn đấy. Kìa, cái con ngựa này bị Señores. Ready for orders. Legio coming to attention.
bắn hết tên rồi kìa. Mọi bắn gấu nhỉ. Dìu nó đến rồi đấy. Bọn dìu thì ăn tên đủ chết rồi. Nó bắn tên ở chỗ này thì ăn thua gì. Tổng căng, nó lắm cái dìu quá. Đánh sao lại không đánh, đánh sao lại không đánh. Ai già. Nó toàn đánh dìu ấy, nên là chém hết đâu. Chỗ này mình lại toàn đánh steam. Căng nhất là chúng nó lại làm đánh dìu quá. Chắc quá. Scout and Richards! A unit's ammunition is spent and it can no longer fire.
phá xong sao không vào? Chạy đi. Vãi chưởng. Thành phố chúng ta đã được phá hủy nặng nề à? Không sao. Ôi mấy thằng gì? Mấy thằng gì kể chân này? Ôi Dark Castle là kẻ liều mạng này. Xem thằng nào còn lì hơn thằng nào. Ôi nhưng mà quân nó toàn dìu. Đi có trụ được không nhỉ? Ai dạ. Tướng nó vác gì vãi chuyển thật. Sốc cho nó mấy phát vào lưng, không thì chết chỗ này. Ok chưa? Vợ bác sĩ quân của mình mất tinh thần nhanh quá. The men are broken and are fleeing. Cổng chỗ này trụ được. Và lý gì? Nghe chết cái bọn phương Bắc này nó lý gì cũng nhiều. Lấy gì mà mình cũng chịu quá. Our men have given up and are running for their lives. Rút ra. Làm vài phát như thế liệu có ăn được không? Chưa biết. Ủa, bọn gì tởm thật, chém mình. Lại rút ra. Xong lốt con ngựa rồi. Chiếm được cái vùng này mình à? Ây da. The men are broken and running for their lives. The men's resolve is failing. Ôi xong rồi. Tất cả đã xong. Thua là thua bọn gì? Ôi
không thể ăn được bọn dìu. Mình không có các đơn vị xuyên giáp. Giá mình có thêm vài cái đâm hút cũng thì ngon. Wow, hai đội này đứng đây vẫn lì hết. Chiến đấu đến cùng. Được. Được. Nó phải như này, thất bại quả cả. Hạm đội của nó chìm. Dù sao đến cuối chiến dịch rồi. Dù sao thì đến cuối chiến dịch rồi chúng ta cũng đã phải có những cái gì đó nó vui thú một chút chứ. Rồi trước khi chúng nó bị diệt vong thì nó cũng phải bị ăn đòn nữa. Xem thế nó mới sướng. Đây. Chặt. Mất toàn bộ đơn vị này. Ai à. Đơn vị này bị mình hút cho chìm hết à? Nó chiếm hay nó cướp nhỉ? Chưa biết nó định làm gì. Cướp à? Cướp. Tan lát lực lượng. Tưởng gì chứ cướp thì anh cho mà cướp cả ngày. Chắc nó không dám chiếm bởi vì quân của nó bây giờ tan nát rồi còn đâu nữa. What I ask is such a little thing, an inconsequential. Chúng trở thành liên minh phòng thủ của mình. Giờ này hay quá. Ôi dồi ôi, ông đệ mình sao nãy không đến, bây giờ mới đến. Giờ ông mới mang quân sang. Ây da. Xem qua có vẻ thuyết phục giới quý tộc cũng khó ghê nhỉ. Bao nhiêu tỉnh rồi? 25 tỉnh, 5 tỉnh nữa. Thời tiết thì cái xấu như thế này, rơm. Tỉnh này ok rồi, tỉnh này có quân đồn trú rồi. Sửa lại thôi. Úi dồi, quân của nó tan nát. At your command. At your command. Đánh được nhưng mà thời tiết xấu quá. Thời tiết tốt hơn thì có lẽ mình sẽ đánh. Không sợ. Một quân đoàn nữa đang tiến lên đây rồi.
mua hạm đội ở đâu rồi nhỉ? Mua luôn đây, phòng thủ đây cho nó gần. Tiếp cho một thằng nữa. Mấy thằng mấy cái thằng chỉ số thấp này thì cho nó hy sinh bớt đi, đỡ chặt quân. Assembling the fleet. We hunger for battle. Long bè không đưa quân đánh nhau. Thằng quân đi khai phương Đông này nó chiến tranh với thằng Đông Nam Á kìa. À ừ đúng rồi. Thằng Himra này chúng ta chưa rút đi được, rút đi nó mà định lở trò phát của mình khử luôn. Ready for orders. Bất tỉnh nó bây giờ mới đang sửa chữa. À được rồi. At your command. Sao lương thực mình nhiều thế nhỉ? 1.200 rồi. Nhà thờ. Xây cái này thì mình mới nâng ruộng lên được. Tỉnh này à, nói chung là ok mà nhỉ. Không cần á, phá đi để xây vệ sinh, xây ruộng đã. Hay là xây vệ sinh thực tế trước nhỉ, vệ sinh trước đi, ruộng xây sau. Giàu lắm rồi, chúng ta giàu quá rồi. Fleet reporting. Docking. Commander. Set up the chị ăn chửi bố rồi. Vệ sinh cao vãi. Xây công trình vệ sinh đây nữa. Chưa có nhà thờ, à chưa có phủ thống đốc. Be welcome. You have my full attention. Chào cái lính gì cho ra hồn. Con lính vớ vẩn.
lực lượng của mình vẫn cứ duy trì ở đây, đề phòng bất kỳ một trường hợp đột biến nào mình vẫn có thể xử lý được. Năm tỉnh mãi chưa lên được kìa. Sản xuất muối này. Tiếc có thể tiết xấu không mình công luôn cái thành này của nó rồi. Thôi được rồi, qua lượt đã. Ngại gì ở đây? Nó không có thuyền đâm hút. Mình có mấy cái thuyền không tên này thì chắc mình chỉ bắn cháy thuyền nó thôi. Lì nhỉ, vẫn dám tiếp tục tấn công. Quân của nó thương vong nặng nề rồi nó vẫn tiếp tục tấn công này. Ho. Mình vào từ bên. Trời ơi. Không tiếp viện của nó à đằng sau. The men have received more ammo. Thuyền đã được bổ sung đạn dược. Ăn rồi. Our ally is under attack from the enemy. Quân địch đang tấn công đồng minh của chúng ta. Tốt. Diệt cái thằng này trước đã. Salt ships ready to attack. Moving out. By your command. Warriors of Christ. Bắn mấy thằng dìu trước này. Ui dồi ôi, sao lại được một trận đánh hay thế. Sao đồng minh mình có lính dìu này. À lính thuê. Thảo nào.
Được cái chứ, quân mình vẫn ăn được mà. Quân đồng minh của mình vẫn đang chiếm ưu thế mà. Chuyện vẫn là tốt. Đây rồi. A ship has depleted its ammo reserves. Đường cận chiến thì là hỗn hợp quyền mình. Quyền địch đang bị cháy. Nó vẫn đang được tiếp viện vào. Đồng minh của chúng ta vẫn đang tiến rất tốt. Rồi. Tiếc là mình hết mất tên rồi. Thuyền tiếp viện của nó vẫn tiếp tục vào. General, ammunition stocks restored. Hay quá, làm được tên tiếp rồi. Bắn chìm thuyền của nó xem nào. Đúng rồi, thuyền của chúng nó đang bị cháy rồi. Cháy thuyền của nó đây. Đúng rồi, thuyền của nó đang cháy rồi. Trận này ăn đều rồi.
địch sang tràn sang thuyền của chúng ta. Rồi tiến vào đây. Mình nó vẫn còn đang đánh nhau. Bổ sung đạn dược. Thôi cố gắng hy sinh để cho đồng đội đã chiến thắng trận này. Thuyền chúng nó cháy rồi. Thuyền chúng nó cháy rồi. Thuyền cháy rồi. Còn hai cái thuyền này vào đi. Ready and awaiting orders. Your orders. At your command. The enemy is boarding one of our ships. Địch đang tràn ra thuyền của chúng ta. Cố phải giữ được chiếc thuyền này. Cố gắng bắn đạn lửa để cháy thuyền nó. The ship is lost. Come on, save us! The enemy has put our ally to the sword. Cái gì? Mẹ nó, đồng minh của chúng ta bị đánh cho tan tác á? Thánh nào dịch đấy? Sau trận này nó còn bao nhiêu quân nữa để mà đánh nhau được tiếp. Đây chỉ là những đêm phòng thủ của mình nhưng là hoàn toàn có thể khôi phục lại. Đây chỉ là những đơn vị thủ thành của mình mà. Thằng đệ của mình khổ thân quá nhỉ, chết mất rồi. Đơn vị thủ thành của mình thôi. Rồi. Thủ thành của mình. Tiếp, Sigon còn quân mà còn một hạm đội kìa, nó tiến sang, tiến luôn. Ai chả. Trận chiến ở phương Bắc cũng ai chưa. Lại nữa à. Trận này thua chắc cái đánh làm gì. Xong nhưng mà nó làm gì còn quân nữa đâu, đánh nhau. Thằng đấy nó định chơi tất tay nhưng mà cho nó chơi tất tay. Ồ, ồ. These are feeble dogs. Để nghĩ tham chiến à? À, cho mày đánh nhau. Thằng này nó chạy vòng quanh cái đảo anh. Ồ, tốt. Xong. Đáng đời. Thế là quân đoàn của nó trên biển đã gần hết rồi.
cộng 6 kiểm soát, điều khiển 16%, tiếp tục tăng lên nữa. Mình sẽ phải tiếp tục tăng cái này. Commander, thời tiết xấu quá. Rồi, còn một cái quân đoàn tan nát như thế này á, chết đi là vừa. Nếu không phải thời tiết xấu thì mày chết ở lượt này rồi em ạ. Rồi, quân phòng thủ của mình vẫn đầy đủ. At your command. To your duties, men. Ready for battle. Ổn. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.